Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi vừa về một chiếc máy xịt rửa cao áp Wakita Hydro Washer của Nhật nội địa các bạn ạ. Hàng này hàng cực kỳ đẳng cấp. Đầu xịt của nó là đầu xịt 5HP, motor của nó là motor 4 kg 3 pha. Chúng tôi đã chuyển sang điện 220V, chạy cực kỳ phê. Khỏe lắm, máy này thì cực khỏe, điện 3 pha, đầu xịt thì piston sứ. Các bạn có thể thấy được nó thiết kế rất là gọn. Nó có thùng nắp này bằng sắt rất là dày các bạn ạ. Cực kỳ dày luôn. Nó cái nắp này thì nó có tác dụng là sẽ chắn cho cái phần motor và phần đầu xịt nó không bị va chạm với cả bên ngoài. Bên dưới của nó có thiết kế một cái thùng đựng nước. Thùng nước này thì nó bằng nhựa, rất là cứng. Và cái bình nước này nó sẽ có nguồn cấp nước vào tự động, và khi hết nước thì nó sẽ lại tự động xả vào, rất là hiện đại. Ok. Nó có phần công tắc. Phần công tắc này thì các bạn có thể thấy là đây là công tắc bật máy và tắt máy. Ở phần dưới này là công tắc tự động các bạn nhé, auto ở tự động và không tự động. Tức là khi chúng ta bật cái áp tự động này lên thì chúng ta có thể điều chỉnh luôn ở đằng cần. Tức là chúng ta vặn vào thì nó sẽ tự tắt và nhả ra thì nó sẽ tự bật, rất là hiện đại. Bây giờ chúng tôi sẽ tự thử chạy chiếc máy này cho các bạn có thể thấy được cái áp lực của nó siêu mạnh như nào. Trường ơi, cầm đầu đi, cẩn thận này. Đây nó có luôn cái lưu cuốn dây luôn. Lưu cuốn dây của nó này thì nó phải được mấy chục mét ấy. Tôi cũng không nhớ lắm, tôi cũng chưa cuộn ra bao giờ. Cái dây của nó bằng lõi thép luôn, cực chất. Cái này là áp tự động các bạn thấy chưa, không có bầu áp. Bạn ra đi. Đấy các bạn thấy chưa, siêu khỏe. Bây giờ vặn nào đây, Sơn quay rõ túng. Đấy các bạn thấy chưa, yeah. Tắt nhá, mở lên. Đấy, mở lên kinh nhỉ, diễn sâu thế, cực khủng. Chúng ta phải đi xa một chút để có thể nhìn được cái áp, khả năng cái nước xa như nào. Khoảng cách nước xịt ra từ vòi khoảng tầm 14 mét, cực xa. Vặn vào. Ok. Cực khỏe. Tự động rất là trơn, bắn phát sang bên này luôn, đứng ở bên này bắn sang kia luôn. Nào, lại đi xuống, làm ăn rồi. Giật phê không? Cái này mà xịt mà sát vào xe tải thì chắc là sát vào xe máy chắc chắc hơn luôn. Ok. Rất là ngon. Sơn mày. Đây, anh nhìn em mày, mở này, chưa? Bạn là tự động chạy. Hai chân đứng rất là khổ. Quay lại, không cần. Đất, 15.000 cái nhá. Rất khỏe đúng không ạ? Ok. Các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0961349345 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất, hoặc là các bạn có thể tham khảo ở website điện máy Bình Sơn.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trong video lần sau. Các bạn vui lòng like và subscribe, chúng tôi liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất về để các bạn có thể theo dõi.